khi làm việc với photoshop các bạn phải nắm cho chắc một số vấn đề sau đây đó chính là hiệu ứng lớp lớp mặt nạ lớp và các cái kết hợp giữa mặt nạ lớp và hiệu ứng lớp thì trong bài này chúng ta sẽ làm quen với một số cái hiệu ứng lớp đáng nhớ mà chúng ta có thể ứng dụng được vào trong công việc của chúng ta hàng ngày thưa quý vị à, trong bài này tôi sẽ cố gắng đưa ra các hiệu ứng như là stream, như là overlay, như là multi để các bạn thấy có một cái hướng ứng dụng cụ thể hơn trong việc xử lý những tấm ảnh mà chụp hơi dư sáng hoặc là hơi bị tối, chúng ta sẽ xử lý nó rất là đơn giản thưa quý vị. Trước tiên, các bạn hãy dành một vài phút để ngắm nghía hai tác phẩm trên màn hình của quý vị đây tác phẩm bên đây nó bị dư sáng thưa gì cho nên cái mặt nó bị trắng bệt ra và mất nét trong khi cái hình đó là chụp bên đây nó lại bị thiếu sáng cho nên nó tối thui không nhìn thấy gì tất cả bây giờ đối với trường hợp mà dư sáng nhẹ thì chúng ta sẽ dùng như sau bạn hãy chọn vào cái sổ layer tôi sẽ tạm thời cất cô này vô trong hình và ta sẽ mở này lên chúng ta sẽ nhân bản cái lớp ảnh để nhân bản một lớp ảnh thì chúng ta bấm lệnh cần trên Z. Các bạn nhấn cần trên Z để tạo ra một cái nhân bản của nó. Và trên cần trên Z này bạn chọn cái lớp copy. Bạn sử dụng cho tôi là multi like trong phần hiệu ứng thì ảnh chúng ta nó sẽ được đầy trở lại và nó đẹp hơn. Đó bạn thấy multi rất là hiệu quả trong việc tạo thêm nhà nó tối lại và nó sẽ ấn tượng hơn nhưng riêng đối với những cái ảnh mà nó dư sáng như thế này, dư sáng như thế này, ta sẽ cất ảnh này xuống. bạn hãy xem ảnh này là thiếu sáng, thì chúng ta sẽ làm ngược lại. chúng ta bấm cần trên Z nâng một lớp lên. chúng ta sẽ chọn hiệu ứng là stream để cho nó tăng cường phần sáng. là mà thấy nó sáng rực lên. bây giờ cũng cái lớp này chúng ta nhấn cần trên Z thêm một lần nữa. bạn thấy nó trắng xác lên, thì bạn sẽ dằng nó lại bằng lệnh overlay overlay và bạn giảm thông số này khoảng cả 25 phần à, trăm thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đối với từng cái lớp này nó sẽ có những cái hiệu ứng sau đây thứ nhất là hiệu ứng lớp thứ hai là độ ảnh hưởng opacity càng nhiều thì ảnh hưởng càng nhiều và càng ít là nó càng ít thì như vậy ba lớp này nó được hòa trộn với nhau để tạo cho tác phẩm của ta nó ưng ý hơn bạn thấy nếu bạn tắt những cái lớp này đi thì hình ban đầu chúng ta đây rất là tối sáng hơn và giật lại cái đồ sáng cho nó đậm lại thì với hai cái tác phẩm vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng một số cái hiệu ứng đó là overlay stream và multiply để chúng ta xử lý cho ảnh dư sáng nhẹ và thiếu sáng nhẹ tại sao tôi nói nhẹ trong trường hợp này bởi vì chúng ta còn có những bài nặng hơn thưa quý vị